và tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ về một đề tài rất nóng gần đây liên quan tới Ethereum cũng như là chúng ta cũng sẽ à, nói về cái thông tin mới nhất liên quan tới Voyager thì Voyager ra bây giờ tới đâu rồi cái việc là họ bán đấu giá đó kết quả hay là chưa thông cho chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết đó, chúng ta hãy nói về Ethereum đi thì sau khi mà cập nhật the merger thì chúng ta có à, những thông tin tốt chúng ta cũng có những thông tin đáng lo ngại về Ethereum thông tin chia sẻ cả hai với các bạn thì đầu tiên đó tốt là gì tốt ở đây đó là khi mà các bạn thấy được là Ethereum chuyển thành Proof Stake thì thật sự là cái phần trăm lạm phát đã giảm rất là nhiều rồi để các bạn thấy được cái phần trăm lạm phát giảm như thế nào đó thì chúng ta có thể nhìn vào một trang đó chính là ultrasound.money thì các bạn có thể nhìn thấy được là phần trăm lạm phát của Ethereum bây giờ đó là ở mức là 0.2% một năm thì rất là thấp các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta vẫn còn ở Proof of Work thì ra sao để các bạn thấy rõ hơn đó là nếu như chúng ta vẫn còn sử dụng hệ thống đào đó thì cái số lượng Ether lạm phát lên tới 3,79 một năm và các bạn thấy được cái đường màu cam chính giữa này đó chính là phần trăm lạm phát của Bitcoin là 1.72 thì Ethereum đã phần trăm lạm phát cực thấp so với lại Bitcoin và đương nhiên rất thấp so với lại cái phần trăm lạm phát trước đây của Ethereum. Để các bạn hiểu rõ hơn đó là chúng ta đã có hiện tượng the merge cách đây cũng là gần một tuần rồi thì chúng ta được là trong thời gian này có thêm 3.796 Ether được tạo ra nhưng mà nếu các bạn vẫn còn trong hệ thống Proof Work đó, chúng ta có tới ước tính là khoảng chừng 73.000 Ether lần cho các bạn được là cái số lượng Ether sinh ra đã ít hơn như thế nào rồi tại vì chúng ta đã chuyển qua Proof State. Nhưng mà ngược lại đó cũng có một số những lo lắng đối với nhiều bạn và thật ra những lo lắng này cũng không hẳn là những thông tin phết được các bạn cũng thật sự là chúng ta cần phải quan tâm đến và sự lo lắng đó là gì? Đó chính là cái sự tập trung về việc tạo những cái lock trên mạng lưới của Ethereum và các bạn đã nhớ là ngay sau khi mà có chuyện là mơ đã có nhiều những cái trang thống kê như là sentiment à, cũng như là người này ở trên Twitter đã chia sẻ đó là các bạn nhìn thấy có rất là nhiều phần trăm của cái số lượng lóc được tạo ra bởi hai địa chỉ mà thôi địa chỉ đầu tiên đó là địa chỉ à, kết thúc với ba con số là 297 và thứ nhì là kết thúc con số là 263 thì hai địa chỉ này đây là thuộc về đơn vị nào thì các bạn thấy được là hai hai địa chỉ này đó đầu tiên hết là 297 là thuộc về Lido và 263 đang thuộc về Coinbase thì nói chung hai công ty này đó đã chiếm tỷ lệ là 42% của cái số lượng lốc tạo ra trên Ethereum thì nhiều người cho đây là một cái sự tập trung mà đáng lo ngại tại vì nếu như mà Coinbase hay là Lido khả năng này nó không có cao nhưng mà nếu như mà họ thật sự là muốn làm hại hệ thống đi Họ muốn tấn công thì uh, bây giờ họ đang có rất là nhiều quyền lực ở trên mạng lưới. Hay là ngược lại họ muốn uh, ngăn cản một giai đoạn nào đó thì họ cũng có khả năng làm điều này. Đây là một cái uh, tin mà dẫn đến nhiều cái sự gây tranh cãi gần đây. Thông chia chia sẻ những gì mà thông hiểu với các bạn. Thì nói chung đó, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái phần trăm số nô no hiện tại. Thì uh, hiện bây giờ là 43.17% của... Suno của TBM đó đang nằm ở trên uh, Hoa Kỳ Cái đó là nước Đức Là 12.14% Rồi nước Pháp là 4% Singapore cũng tương tự Thì phần lớn bây giờ đó chưa phải là 50% 1% nhưng mà 43% là nằm ở Hoa Kỳ hiện tại là cái phần trăm cao nhất và trước khi nhiều bạn nói là Ethereum đã quá tập trung thì để thường cho các bạn thấy được là BTC đó thì đào như thế nào các bạn nhìn thấy được trên màn hình đó, chúng ta có cái sự phân bổ của những cái hội đào của Bitcoin thì các bạn đã thấy được là những cái hội đào lớn đó, lớn nhất chúng ta có là Foundry USA thì nằm ở Hoa Kỳ Hiện bây giờ đó là Hoa Kỳ cũng chiếm phần trăm lớn nhất đào BTC hiện tại Cho nên rất nhiều người chỉ trích Ethereum là tập trung ở Hoa Kỳ Nhưng mà thật ra BTC bây giờ đó hội đào lớn nhất là hội đào ở Hoa Kỳ Cái đó là chúng ta có F2 pool là 19%, end pool là 18.5% và Binance pool là 13.6% Và những cái pool khác có phần trăm ít hơn Điều mà các bạn hiểu đây đó là đúng là hiện bây giờ cái phần trăm Minor và cái phần trăm lock được tạo ra đó thì chiếm phần lớn là Lido và Coinbase chiếm phần trăm lớn hiện tại là một điều chúng ta cũng cần phải nên quan tâm đến Và thuận thì hy vọng đó là tại vì đợt Merge chỉ mới xảy ra gần đây thôi Qua một thời gian nữa chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái hội staking xuất hiện và cái phần trăm này sẽ phân bổ một cách nó hợp lý hơn Nhưng mà nếu như mà chúng ta có cái hiện tượng là Coinbase hay là Lido À, cùng nhau để mà tấn công mạng lưới của Ethereum tạo ra những lớp giả thì tính như thế nào hay là họ cùng nhau à, để mà ngăn cản những gì nào đó thì mạng lưới Ether có phải là một mạng lưới lưới tập trung hay là không thì dựa theo những gì mà thường hiểu đó bất cứ ai cũng có thể là chạy một cái máy nô để mà giải quyết những giao dịch trên mạng lưới của Ethereum các bạn không cần phải có 32 Ethereum các bạn cần phải có 32 Ethereum nếu như mà các bạn muốn tham gia vào để trở thành solo validator, có nghĩa là các bạn vừa muốn sự điều dịch và các bạn vừa muốn là được thưởng à, trên mạng lưới. đương nhiên một ai đó đó tham gia vào sự điều dịch và họ stake thì đương nhiên họ muốn nhận được phần thưởng rồi. Nhưng mà Anthony Sassino đó của Ethereum cũng đã chia sẻ là bất cứ ai cũng có thể chạy một cái máy nô thì trong trường hợp mà lỡ như mà có một đơn vị nào đó đó xấu tính và họ muốn làm hại mạng lưới của Ethereum thì còn một cách khác nữa đó chính là Ethereum đó sẽ có một cái chế độ gọi là slashing Slashing đó là gì? Slashing ở đây đó là một cái chế độ để trừng phạt những đơn vị xấu muốn làm hại mạng lưới của Ethereum Bằng cách là sẽ giao cái quyền xử lý những giao dịch đó cho những cái máy nô của cộng đồng theo tôi hiểu là như vậy và những cái đơn vị nào đó mà cố tình làm hại mạng lưới đó thì sẽ bị mất đi Ethereum cho nên gọi là slashing thường vẫn chưa có hiểu rõ cái tự động này như thế nào nhưng mà dựa theo đội của Ethereum đó họ cũng đã nghĩ đến cái trường hợp là có một cây đơn vị nào đó có nhiều Ethereum và có thể dùng cái đó để mà làm hại mạng lưới nhưng mà Ethereum cũng đã có một cái chế độ là slashing như là thường vừa chia sẻ đó có nghĩa là tước quyền của họ và giao cho cộng đồng rồi sau đó người đó sẽ bị mất đi một phần Ethereum nhưng mà thực tế hoạt động như nào thường vẫn chưa hiểu thì nói chung nó thường hy vọng là chúng ta trong cái thời gian tới đây sẽ có càng nhiều cái hội staking tham gia hơn và cái phần trăm này nó sẽ phân bổ hợp lý hơn và cũng giống như là bitcoin đó mỗi lần mà ai nói btc đào quá tập trung đó các bạn đã nhớ là trước đây hầu như là 67% đào là ở trung quốc thì như là thường đã chia sẻ với các bạn đó tuy là như vậy nhưng mà các bạn nên biết đây là những cái hội đào mà thôi những cái máy đào trong hội đào này đó là không phải là hoàn toàn thuộc về Foundry USA hay là f nếu các bạn có một cái máy đào bitcoin các bạn hoàn toàn có thể tham gia vào bất cứ hội đào nào và các bạn không thích thì các bạn có thể là tham gia hội đào khác họ không thể làm gì các bạn được đây là một trong những cái hoạt động của BTC thì cũng tương tự các bạn thấy được là đối với lại Ethereum đó thì tuy là các bạn thấy được là Lido hay là Coinbase hiện bây giờ chiếm cái tỷ lệ cao về staking Ethereum nhưng mà cái số lượng Ethereum trong Coinbase là Lido thì không phải là hoàn toàn thuộc về họ thuộc về khách hàng của họ giống như là hiện bây giờ thường cũng đang có một phần stake với là Coinbase thì nếu như mà Coinbase là một công ty mà không tốt đó thì người đó hoàn toàn có thể là di chuyển cái số lượng stake đó qua một cái hội staking khác đó là theo lý thuyết hiện bây giờ đó thì vẫn chưa có di chuyển được tại vì các bạn đã biết là phải chờ đợi Ước tính bây giờ là đến khoảng chừng 6 tới 12 tháng nữa thì người ta mới có thể rút cái số lượng Ethereum tham gia vào staking. Cho nên tới thời điểm đó đó thì mới có thể là chuyển qua một cái hội đầu khác. Nhưng mà trong tương lai nó sẽ là như vậy. Cho nên về việc là Ethereum đó có phải là staking tập trung vào hai đơn vị này đáng lo hay không thì tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải quan tâm đến vấn đề này nhưng mà có nên lo lắng đến nỗi là sợ mạng lưới sẽ bị hai công ty này tấn công hay không tôi nghĩ khả năng đó bây giờ cũng không có cao đối với Thuận khi nào có thêm thông tin tôi sẽ cập nhật với các bạn và hy vọng là qua thời gian đó đây không phải là một vấn đề chúng ta cần phải lo lắng vì những cái lý do thường vừa chia sẻ với các bạn và cái thông tin cuối cùng không muốn chia sẻ với các bạn là liên quan đến uh, voyagers thì các bạn đã biết là voyagers là công ty mà trước đây cũng giống như là công ty celsius cho người ta gửi tiền vào để mà lấy lại và công ty này cũng đã khai bảo vệ phá sản và tài sản của voyagers đã bắt đầu bán đấu giá rồi và cả tuần này đó không có nhiều thông tin nhưng mà hôm nay chúng ta đã nhận được cái thông tin mới nhất nhưng mà trước hết á, thì các bạn thấy được là công ty Alameda Research là cái công ty à, cũng thuộc nhóm với là FTX á, đã đồng ý để mà trả lại cái tiền vay mượn là 200 triệu. À, trong số lượng 200 triệu này đó, thật ra họ trả bằng hai đồng. Thứ nhất đó là BTC là 6.553 BTC và phần còn lại đó là Ethereum là 51.240 Ethereum Và khi mà họ trả lại số tiền này cho Voyager Thì Voyager sẽ trả lại cái số lượng tài sản thế chấp của họ Và tài sản thế chấp đó là khoảng 4,6 triệu token FTX Và 63,7 triệu Serum token Sau đó thì coi như là cái việc là Alameda vay mượn của Voyager coi như chấm dứt Các bạn đã nhớ là đây là một trong những cái sự kiện làm nhiều người khó hiểu Tại vì Alameda là của FTX rồi họ vay mượn 200 triệu từ Voyager nhưng mà ngược lại FTX đã cho Voyager mượn khoảng trên 150 triệu, như bạn cũng đã nhớ rồi thì uh, sau khi mà trả số tiền này thì coi như là chỉ có Voyager là đang nợ FTX mà thôi nhưng mà tại sao Alameda lại đồng ý trả số tiền này lại cho Voyager để mà lấy cái số tiền thế chấp về. Tôi nghĩ là tại vì hiện bây giờ đã dựa theo thông tin thì FTX là công ty dẫn đầu và có khả năng rất là cao là sẽ chiến thắng trong cuộc đấu giá tài sản của Voyager. Nhưng bây giờ vẫn chưa kết thúc nhưng mà khả năng đó là chúng ta có hai công ty lớn đó chính là công ty FTX và sàn Binance. Thì uh, FTX là công ty mà khả năng có thể thắng được cuộc đấu giá này cao hơn và đương nhiên khi mà thắng được cuộc đấu giá này thì họ sẽ mua lại tài sản của Voyagers. và đương nhiên trong đó là có cái số lượng mà họ vừa trả lại cho Voyagers, cái số lượng BTC và Ethereum mà thường vừa chia sẻ với các bạn Câu hỏi bây giờ là họ sẽ mua lại những tài sản này bị giá bao nhiêu và sau khi mà thành công thu mua rồi đó thì những nạn nhân của Voyagers sẽ nhận được lại bao nhiêu đó vẫn là một câu hỏi hiện tại khi mà có thêm thông tin chia sẻ với các bạn Và đây tất cả những thông tin mà Thùng muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều tài liệu giá trị trong cái video này và ngày mai sau một ngày mà đầy sôi so động Thường sẽ cập nhật thêm thông tin với các bạn Như mình nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì cái bấm vào cái link bên dưới của video này để tìm hiểu những ưu đãi Như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% trên những sàn như là sàn Binance, bitget, Bybit, FTX vân vân và những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a